Bạn ơi, làm thế nào để nấu ngon nhưng không cần dầu mỡ nhỉ? Dạo này béo quá rồi. Mua một cái nồi chiên không dầu Kalai Q5 đi. Chị em nào muốn ăn ngon nhưng vẫn muốn giữ cơ thể khỏe đẹp thì nhất định không thể bỏ qua chiếc nồi chiên không dầu Kalai Q5 này đâu nha. Nồi chiên không dầu Kalai Q5 giúp chúng ta chiên nướng đồ ăn bằng sức nóng của không khí mà không cần dùng dầu mỡ, giảm đến 95% lượng dầu mỡ dư thừa. Công suất siêu khủng 1700W cùng quạt đối lưu mạnh mẽ giúp đồ ăn chín đều, thơm ngon nhưng vẫn lành mạnh tuyệt đối. Trang bị điều khiển cơ dạng núm quay giúp bạn dễ dàng điều chỉnh thời gian, nhiệt độ. Thiết kế rổ chiên dạng tổ ong thông minh giúp đồ ăn tách mỡ dễ dàng, đặc biệt phù hợp với những người đang ăn kiêng hay muốn giảm cân, giảm mỡ. Toàn bộ lòng nồi và rổ chiên được làm từ hợp kim cao cấp, phủ chống dính ceramic an toàn, đảm bảo tuyệt đối không phát sinh chất gây hại trong môi trường nhiệt độ cao, thân thiện với sức khỏe người dùng và vệ sinh dễ dàng sau mỗi lần sử dụng. Với dung tích 5,5 lít, nồi chiên không dầu Kalai Q5 có thể chiên nướng lượng lớn thực phẩm phù hợp cho gia đình từ 4 tới 6 người. Sở hữu nồi chiên không dầu Kalai Q5 giúp bạn thu gọn gần bếp, thay thế tới 9 loại thiết bị nhà bếp và tiết kiệm tới 70% thời gian nấu nướng, dọn rửa. Đi cùng với thiết kế cổ điển, sang trọng, nồi chiên không dầu Kalai Q5 chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian bếp gia đình, là bạn đồng hành không thể thiếu của người nội trợ hiện đại. Nồi được bảo hành 12 tháng và miễn phí giao hàng toàn quốc. Nếu muốn nồi nhanh nhất, các bạn hãy liên hệ tới hotline 1900 1850 hoặc website kalai.vn nha.